nhịn thở gần 30 phút dưới nước hay nhảy từ độ cao 78m mà không dùng dù. Đây là một trong những kỷ lục được ghi nhận là Guinness mạo hiểm nhất thế giới từ trước đến nay. Nhưng không chỉ có thế, bên cạnh đó cũng còn rất nhiều những người đã liều mình để thực hiện những công việc mà ít người nghĩ đến và thậm chí nó còn nguy hiểm đến cả tính mạng của họ để phá những kỷ lục thế giới. Vậy thì đó là những kỷ lục về cái gì? Các bạn hãy cùng chúng mình đi khám phá, lượn một vòng thế giới để tìm hiểu nhé! 8 kỷ lục điên rồ, kỳ quặc nhất thế giới. Thứ nhất, kỷ lục ngâm mình trong băng lâu nhất. Khả năng chịu lạnh của bạn như thế nào? Bạn nghĩ mình có khả năng chịu lạnh cực đỉnh khi có thể tắm bằng nước lạnh vào giữa tiết trời 14-15 độ C hay là ngâm chân vào chỗ nước đá trong 3 phút? Ồ, có vẻ như là bạn chịu lạnh khá tốt đấy, hoặc ít nhất là cũng giỏi hơn tớ rồi. Thế nhưng điều này quá tầm thường so với ông chú nghề áo sau đây, Joseph Kober, một người có khả năng ngâm mình trong băng hơn 2 giờ đồng hồ. Cụ thể, vận động viên bơi lội người áo này ngâm mình trong thùng đá viên chứa khoảng 200kg đá trong khoảng thời gian là 2 giờ 30 phút 57 giây, trong khi anh lại chỉ mặc một chiếc quần bơi. Anh ta đã phá kỷ lục Guinness của chính mình vào năm 2019 với thành tích 2 giờ 8 phút 47 giây trước đó. Và được biết, anh ta dự định sẽ tiếp tục phá kỷ lục thế giới này thêm một lần nữa tại Los Angeles. Ồ, bạn đang nghĩ sao về hành động của anh ta? Có thực sự là điên rồ không? Trong khi chúng ta còn đang mải co ro vì cái lạnh của mùa đông thì anh ta lại tự nhảy vào bồn đá như kiểu muốn đóng băng cả người vào như vậy. Chẳng hiểu anh ta nghĩ cái gì cơ chứ. Tớ thừa nhận là khả năng của con người là vô hạn thật đấy. Thế nhưng mà tớ khuyên bạn là tốt nhất đừng có nên học theo ông chú này. Đến lúc chẳng được trò chống gì thì lại thành cục thịt đông đá ra đấy thì khổ. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với kỷ lục thế giới thứ hai. Với cái kỷ lục này phải xếp vào hàng cụ tổ, a nhâm, tổ cụ của kỳ quặc và điên rồ luôn nhá. Thứ hai, kỷ lục bọc mình trong ong. Có bạn nào lúc nhỏ nghịch dại mà đi trêu ong chưa? Chắc hẳn chỉ nhắc đến ong thôi là đã gợi nên ác mộng cho rất nhiều bạn rồi đấy nhỉ? Nếu như bị ong thơm vào mông một nhát thì đã là một ác mộng đối với bạn, thì hãy sạch đít lên, đi gặp ngay anh chàng sau đây, chắc chắn bạn sẽ phải rung mình vì độ lì của anh ấy. Gao Binguo, một người nuôi ong ở Trung Quốc đã lập kỷ lục Guinness thế giới sau khi phủ lên cơ thể mình gần 1,1 triệu con ong bò nặng 109kg. Để thực hiện thử thách này, anh ta đã bị đốt hơn 2.000 lần và nhiệt độ cơ thể tăng lên 60 độ C. Nhưng anh ta đã sống sót sau thử thách và lập ra một kỷ lục mới, đập tan kỷ lục trước đó, nặng hơn 85kg ong. Người ta ước tính rằng số lượng ong trên cơ thể Gao vào thời điểm đó gần tương đương với 1,1 triệu con. Ôi, đúng là phải mình đồng ra sắt mới dám thực hiện cái thử thách này mất. Chỉ nhìn thôi là tớ còn thấy rùng mình nữa là. Thế này có cho thì chắc cũng chẳng ai thèm tranh cái chức vô địch này với anh ta mất. Còn các bạn nghĩ sao về thử thách này? Hãy để lại comment xuống phía bên dưới nhé. Tiếp theo sẽ là một kỷ lục đầy ấn tượng sẽ khiến bạn phải sốc khi lần đầu chứng kiến. Thứ ba, trượt tuyết từ vách đá cao nhất. Có thể bạn đã được xem những màn trượt tuyết đầy ngoạn mục, tuy nhiên nó chỉ là những màn biểu diễn tuyệt vời. Còn khi bạn đến với anh chàng sau đây, bạn sẽ phải thốt lên đầy kinh ngạc với độ liều lĩnh của anh ấy. James Pidler đã thực hiện cú nhảy điên cuồng nhất từ trước đến nay, đó là nhảy từ vách đá có độ cao 78m mà không hề nghĩ đến việc sử dụng dù. Người ta ước tính rằng James gần như đạt được vận tốc tối đa trong cú nhảy khi thực hiện cú trượt tuyết từ vách đá nguy hiểm nhất mọi thời đại và phá kỷ lục nhảy qua vách đá trượt tuyết vào thời điểm đó. Thật may mắn, sau sự nỗ lực điên cuồng này, anh ta chỉ bị một vài vết thương rất nhỏ. Tuy nhiên, vết thương ấy không phải là do cú nhảy, mà là do chiếc xẻng mà họ dùng để cứu anh ấy lên. Ôi, cái anh chàng này cứ như là siêu nhân đấy các bạn nhỉ. Nguy hiểm thế này mà anh ta cũng chỉ bị thương nhẹ. Thế nhưng tớ vẫn khuyên các bạn tuyệt đối không nên học theo đâu nhá. Bởi vì may mắn thì không phải lúc nào cũng mỉm cười với chúng ta, và cũng có thể là bạn không được may mắn như anh ta đâu. Đương nhiên, tớ cũng không mong kỷ lục này được phá vỡ lần nữa đâu các bạn ạ. Kỷ lục đập vỡ khối băng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá sức mạnh khủng khiếp của một người đàn ông có tên là Anderson, người đã phá tổng cộng 6 kỷ lục thế giới. Với sức mạnh đáng kinh ngạc của mình, anh ta có thể bẻ gãy những cây gậy bóng chày trên lưng hoặc đầu gối, xé đôi biển số xe bằng răng và dùng tay không để cuộn trào dán dễ như ăn kẹo. Tuy nhiên, một trong những kỷ lục đáng nói nhất của anh ta đấy chính là kỷ lục phá vỡ nhiều tảng băng nhất, khiến cho hàng triệu người phải trầm trồ và thán phục. Cụ thể là vào tháng 3 năm 2017, trong một chương trình truyền hình, Anderson đã cố gắng phá vỡ kỷ lục thế giới về người phá vỡ nhiều tảng băng nhất bằng cách lao đầu vào một dãy những khối băng cứng như đá. Tuy nhiên, anh ta chỉ phá vỡ được khoảng 12 khối và phải 2 khối nữa thì anh ta mới trở thành kỷ lục mới của thế giới.
Thế nhưng bạn có thể thấy rằng, mặc dù việc đâm đầu vào các tảng đá và phá vỡ thật sự rất đau đớn, thế nhưng với anh ta, đây có thể là một cách để rèn luyện sức khỏe mạnh và cứng như thép đấy. Chà, có lẽ bây giờ chúng ta cũng có thể hiểu từ cứng đầu theo đúng nghĩa đen của nó rồi nhỉ? Tớ thì đúng là cứng đầu thật, nhưng mà chỉ cứng đầu ở cái khoản nghĩa bóng thôi. Chứ lạng sàng màng này thì cũng chịu, tớ xin giơ tay rút lui từ vòng gửi xe. Nếu như bạn có muốn rèn luyện sức khỏe thì hãy chọn cách khác, còn cách này thì chỉ để xem thôi nhá. Ở nhà mà tập luyện kiểu này thì vỡ đầu như chơi chứ chẳng đùa được đâu. Cứ tưởng như đây đã là kỷ lục đáng sợ nhất mà người ta nghĩ ra để tranh giải, thì bây giờ bạn hãy đến ngay với kỷ lục tiếp theo đây. Bạn sẽ phải thốt lên kinh ngạc vì nó quá kinh khủng khiếp đấy. Vị trí thứ 5, kỷ lục chạy qua kính. Nếu như bạn muốn gặp siêu anh hùng ngoài đời thực, hãy đến ngay với chàng trai sau đây, Mike O'Hearn. Mike O'Hearn đã đập ra một kỷ lục thế giới mà ai nhìn thấy cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc vì thật sự nó đã quá điên khùng và ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vâng, tôi đang nói đến kỷ lục chạy qua 19 tấm kính liên tiếp trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bạn không thể nghe nhầm đâu, là chạy xuyên qua 19 tấm kính liên tiếp đấy. Có thể bạn đã từng nghe đâu đó về kỷ lục chạy qua 18 tấm kính đã là quá kinh khủng rồi. Thì với Mike O'Hearn, anh ta đã hoàn toàn đánh bại thứ làm cho kỷ lục này. Và rất nguy hiểm là khi mỗi tấm kính bị vỡ sẽ làm bắn ra hàng nghìn mảnh sắc nhọn và những mảnh sắc nhọn này có thể sẽ làm anh ấy bị thương, thậm chí nguy hiểm hơn là dẫn đến cụt chi. Tuy nhiên, điều này sẽ càng tồi tệ hơn nếu như anh ta không làm vỡ tấm kính, vì lực tác động lên cơ thể sẽ rất mạnh. Bạn hình dung giống như kiểu khi chúng ta lao đầu vào tường vậy. Nói đến đây thì chắc là bạn cũng hình dung ra rồi chứ. Nói về độ điên thì kỷ lục này chắc phải xếp top đầu luôn rồi. Thế nhưng chưa dừng lại ở đây, bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với một kỷ lục nữa mà nó cũng nguy hiểm không kém phần đâu nhé. Vị trí thứ 6, thăng bằng xe ô tô bằng đầu. Có thể là bạn đã được xem rất nhiều buổi biểu diễn xiếc như thăng bằng xe đạp, xe máy hay thậm chí là ngồi trên đầu. Thế nhưng với Jones Evans, anh ta còn thăng bằng cả một chiếc ô tô lên đầu của mình. Thật là đáng sợ đúng không? Jones Evans giữ kỷ lục Guinness Thế giới về việc giữ thăng bằng chiếc xe nặng nhất trên đầu. Anh ta đã phát hiện ra tài năng này của mình từ khi đang làm phụ hồ và sau đó bắt đầu tập luyện. Trong suốt sự nghiệp của mình, Evans đã cân bằng trên đầu rất nhiều thứ như tủ lạnh, giường, tủ trang điểm, 10 chiếc lốp ô tô, 20 chiếc bàn nhựa hay một chiếc xe nặng gần 120 kg. Nhưng đỉnh cao nhất phải kể đến là Evans đã nâng được một chiếc ô tô rút ruột nặng gần 160 kg và giữ thăng bằng trên đầu trong 33 giây. Thật quá ư là khủng khiếp luôn. Tớ không thể tưởng tượng được tại sao cổ của anh ta lại chịu được một sức mạnh lớn như vậy nữa. Không biết các bạn thì thế nào, chứ tớ quả tạ 50 kg còn chẳng nhấc nổi thì nói gì đến việc thăng bằng trên đầu. Các bạn thì sao, đỉnh cao nhất của các bạn là nâng được vật gì rồi? Hãy chia sẻ ngay xuống phía bên dưới để cho tớ biết mình không cô đơn nhé. Vị trí thứ 7, nằm trên đinh. Đây lại là một kỷ lục khiến cho bạn phải ghê răng vì màn biểu diễn quái dị của anh ấy, nằm trên đinh. Jason Hunsgen được biết đến với cái tên chuyên nghiệp là Spacey Cowboy. Anh là một nghệ sĩ biểu diễn chương trình phụ, đường phố và là người nắm giữ kỷ lục nhiều nhất tại nước Úc. Anh ta đã thực hiện rất nhiều pha nguy hiểm điên rồ như nâng tạ bằng móc qua mũi, tung hứng cơ máy trên chiếc xe đạp một bánh, nuốt 24 thanh kiếm cùng một lúc hay thậm chí là nuốt kiếm ở dưới nước. Nhưng tất cả những pha biểu diễn đó của anh đều có vẻ rất thuần phục. Tuy nhiên, pha biểu diễn nguy hiểm nhất của anh ấy và có vẻ điên rồ hơn bao giờ hết, đấy chính là nằm trên đinh và cho xe mô tô phóng qua những chiếc bệ đặt trên người. Anh ta chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau đớn khi những chiếc xe máy đi qua đến 20 lần, và lại một lần nữa anh ta giành được kỷ lục thế giới. Ồ, bạn có thấy khâm phục tài năng của anh ta không? Mặc dù anh ta rất đáng ngưỡng mộ, nhưng chúng ta cũng không thể học theo được đâu các bạn ạ. Tớ nghĩ tốt nhất là chúng ta nên làm người bình thường, với những khả năng bình thường thôi cho an toàn các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với kỷ lục vượt xa sự tưởng tượng của con người nhé. Vị trí thứ 8, dùng lực cản xe mô tô. Sẽ chẳng có gì là bất ngờ nếu như bạn không nhìn thấy màn biểu diễn của anh chàng này, Fred Muller. Bạn hãy thử tưởng tượng có 4 chiếc mô tô kéo căng tay chân của bạn cùng lúc mà xem. Thật điên rồ phải không? Chẳng khác gì cực hình khi nói tứ mã phanh thây đúng không nào? Nhưng với Fred Muller thì khác, anh ta đã thực hiện nó trên một sân khấu vào tháng 7 năm 2014. Anh ta đã dùng lực của mình để kéo giữ lại 4 chiếc mô tô đang khởi động với lực kéo khoảng hơn 500 Newton ở nguyên vị trí. Tức là lúc này, bạn cảm giác như tay chân của anh ấy sắp đứt lìa ra khỏi người rồi, thì điều đó lại hoàn toàn không xảy ra với anh ấy. Anh ta đã từng thực hiện kỷ lục này trước đó và giữ được trong khoảng 10 giây. Lần này anh lại phá vỡ kỷ lục và giữ lên đến 24 giây, xác lập kỷ lục thế giới mới cho pha mạo hiểm này. Thật sự quá là khủng khiếp đúng không? Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu xong 8 kỷ lục Guinness mạo hiểm và kỳ lạ nhất thế giới. Bạn thấy ấn tượng với anh chàng nào nhất nhỉ? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới, bình chọn cho kỷ lục bạn cho là điên rồ nhất nhé. Và để xem thêm nhiều video hay hơn nữa, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để được thông báo về những video mới nhất của chúng tớ nhé. Cảm ơn các bạn đã ngồi cháy bừa để xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.